Làm gì mày định làm gì? Hết liệu rồi đúng không? Bố mày phải sợ mày quá cơ. Để bố mày cuốn máu cái đã. À, gì ấy? Gì ấy? Lại tiếp tục cầu lưu mẹ thằng này nó sao mày lắm lưu đạn lên? Mẹ nhà mày. Mẹ từ từ bạn ơi, bạn ơi, đéo ai chơi kiểu bạn. Cầm súng người ta solo với nhau, đéo ai chơi câu lưu như này. Mà câu lưu mà thế đéo là thằng này câu nhiều lưu vét cả đái luôn đấy. Ủ chắc phải 20-30 của lưu à. Đù quá, xong rồi, vỡ mồm rồi, cho dồn 20 máu rồi. Mày ra đây. Mày ra đây. Ra đây solo. Ra đây solo con lợn này. Mẹ mày ra đây. Tao đuổi mày à, mày ra đây. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thiệt là vui vẻ. Và ok mọi người ạ, thì mấy ngày hôm nay mình cảm thấy mình chơi tử chiến khá là nhiều rồi. Nên là này mình quyết định là mình nhảy sang đấu danh như bình thường mọi người nhá. Không mấy ông lại bảo con lợn này suốt ngày chơi tử chiến, chơi mãi mà đéo mới chán à. Đấy, thế là lần này mình quyết định chuyển ra đấu danh như bình thường chứ mọi người. Ê, bên này có cục đấm mẹ ăn cục đấm cái đã. À đây, một con bò lạc này em ơi. Ui thằng này ra bắn súng này, từ từ. Ui đây cơ hội tốt, chúng ta ca xoay nhìn này. Mình làm một lần thôi mọi người nhá. Đấy mọi người thấy gì chưa? Vậy là chúng ta đã có được cái hạng mục đầu tiên rồi. Quá là đơn giản luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy qua lúc cái hòm sát thằng này luôn. Để xem thằng này có trưng dụng một cái đồ gì không nhỉ. À đây rồi, có cái súng máy cóc này. Đấy, trời ơi. À, nếu mà như với những các bạn nào mà chưa biết sử dụng cái khẩu súng máy ấy thì các bạn ngồi xuống ấy thì nó bắn tầm gần nó cực kỳ là tốt, cực kỳ là trâu và cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. Thế không. Trời ơi, ghê chưa. Không có lý do gì mà anh em không sử dụng thì bây giờ mình sẽ thực hành luôn cho anh em coi nhá. Đây bỏ là cái này. Đáng lẽ là mình sẽ sử dụng AL94 đúng không? Nhưng không, mình sẽ sử dụng cóc mà ngồi xuống ấy. Thể hiện này. Nào, thể hiện cho mọi người coi này. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Bách phát nó trúng luôn. À, đau gì đấy? Mẹ lại một thằng nữa nó thèm đòn à? Đây rồi, thấy mới rồi. Từ từ bê tôi móc vòng ở phía sau tôi lại tiếp tục là cầm cái súng máy cóc để vã thẳng vào mặt thằng này cho nó chừa nhá. Láo nháo thật sự luôn đấy. Bao nhiêu thanh niên đã ngã xuống như thế mà không sợ. Thằng này được công nhận là lì đòn ấy. Người ta có câu là chưa thấy con tài chưa đổ lệ. À đây rồi, mày nào. Mày ra đây em ơi, mày ra đây. Mày ra đây, tao sợ mày quá. Tao sợ mày quá, mày ra đây. Rồi, ui, mày dựng bóng keo ra. Mày tưởng mày dựng bóng keo mà mày sống được à? Vớ va vớ phẩn. Ok nhá các bạn, vậy chúng ta đã có được cái hạng mục thứ 3 rồi. Anh em thấy sức mạnh trâu bò của súng máy cóc chưa? Đấy. Thì nói chung là cái khẩu súng máy cóc ấy mình thấy là nó chỉ khỏe ở cái lúc ban đầu thôi, còn lúc mà về sau ấy chúng ta chuyển qua chơi khẩu súng khác nó sẽ ok hơn. Như kiểu là tiểu liên M40 mà mình hay sử dụng chẳng hạn đấy. Đây này, mình nghĩ trong này có người. Bên trái. Vãi chưa, thằng này nó ngồi phía bên trái mà tôi méo để ý luôn mấy ông ạ. Ui dồi ôi, tí nữa thì vỡ mồm. Ui dồi ôi, mẹ thằng này nó ngồi đây không biết là ngồi bao lâu rồi ấy bạn. Kiểu ngồi ỉa hay sao ấy, đang bị táo bón. Đấy, thế là chắc là nhìn thấy tôi cái dập lẩy cái mình lên, thế không dám bị ỉa nữa. Ok nhá, bây giờ ta đã có được 4 mạng rồi anh em ạ. Bây giờ ta sẽ phải cuốn báo cho đầy. Ê à, thằng là câu lựu đây. À, tao thấy biết rồi. Thấy mày rồi nha. Mày giỏi mày ra đây. Không phải đi móc vòng ra phía sau thế. Quân tử nhất ngôn ấy là mày ra đây mày solo. Không phải gọi là trả thù. Đợi tao 10 năm nữa trả thù là cái gì cả. Mày hiểu không? Đâu rồi. Nó chỉ ở quanh đây thôi mọi người ạ. Nên đoán. À đây rồi. Nào, ngồi cuốn máu à. Ngồi cuốn máu này. Vỡ đầu chưa? Ok, vậy chúng ta đã có được 5 kill rồi. Đấy, các bạn thấy đơn giản đâu. Đấy, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua cái khu vực khác nhé. Thì mình đang sử dụng cái máy quét gọi là mini drone để có thể là kiếm gọi là vị trí của địch. Đấy rồi, chúng ta thấy được một thanh niên đang chạy này. Ui 14 máu thôi à? Ít thế bạn ơi. Cầm AK và bắn tầm xa mà chỉ được có tí máu thế thôi à? Thế thì phải cho nó ăn lựu đạn mới được em ạ. Không thể nào để nó đẻ trứng được. À, đây. Ăn đi bạn ơi. Ui trời ơi. Ăn một quả đã vỡ mồm cho sồn này thì sống thế quá là được đúng không các bạn? Đấy, thì sau khi xử lý thanh niên xong thì chúng ta lại tiến ra cái vị trí của thanh niên khác thôi. Trước mặt đây rồi, mày chạy đâu? À, mày cứ dựng bom keo mãng xà đi. Nào để xem nào, xem 10 cái bom keo may ra mới cứu được nổi ông này ấy. Bởi vì mọi người biết là bây giờ tôi đang còn tính năng nhân vật troll rồi, chưa thèm sử dụng này. Mày ra đây. Nào. Mày ra đây, à, đồng sọc gắn, đau. Chúng ta trao đổi chiêu thức một tí thôi. Nhưng mà từ từ, nếu mà bây giờ đánh trực diện nó hơi tốn máu này thì ta gọi là đổi vị trí, đổi ra cái hướng ở phía sau mọi người nhá. Này, mình làm một lần cho mọi người coi này. Chỉ làm một lần thôi nhá. Đây, thấy gì chưa? Đấy, thằng này không biết nó là câu lựu gì anh em. Đây, đang dâng lên này. Rồi ôi bạn ơi. Sai một ly là đi một dặm ngay bạn hiểu không? Cái tội mà bạn chỉ cắm đầu cắm mặt vào phía bên đằng trước thôi thì không thể nào mà chơi được địch đâu, hiểu không? Ông phải đa năng và cầu toàn như tôi lên may ra mới chơi được, hiểu không? Ok, vậy là ta đã có được 7 kill rồi và như mọi người thấy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ còn 7 thiên nhiên nữa. Ui, vãi cả trưởng luôn. Đang ngồi nói chuyện mọi người tự nhiên một thằng khác nó đang nổ súng ra bắn mình mọi người ạ. Láo thật sự luôn đấy. Thế thôi, bây giờ chúng ta chạy ra móc phía đằng sau có gì đâu, đúng không?
gọi là đợi cái vòng bo nó thu cái 30 giây thu mà. À, cái gì á? Địt mẹ mày, nó cay vãi rồi. Ê, mẹ nha mày, con lợn này nó dám móc lốc mình mọi người ạ. Phải cả trường lợn từ bên này để tôi cuốn máu vậy đấy nhở. Nào mày đây, mày đây, à mày dựng mông kẹo à? Mày chạy đâu, giờ yếu rồi nhá, nửa cây rồi đấy. Tầm đấy nó cũng phải ít nhất là tầm 1/3 cây. Ok không sao, bây chúng ta cuốn máu cho đấy đã. Nói chung là trao đổi chiêu thức như thế là thằng này chắc chắn nó đang phải ngồi cuốn máu rồi. Thằng này hên cho nó cá là may là tôi không có lựu đạn, thằng này vỡ mồm mày. À đây, mày đây rồi, mày tự ra đây có đào hố chôn mình à em ơi. Rồi ôi, ai gọi là sai khiến ông cứ cắm đầu vào chỗ chết làm cái gì đúng không? Đây rồi. À bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Bên trái, ê rồi, một thằng nữa chạy bò. Một thằng nữa chạy bò, mạng nó cứ dâng đến tận miệng mình thôi mọi người ạ. Hết thằng ấy thằng khác. Ê, mình không ăn nên cứ phải gọi là phí của giời. Nào mày ra đây. Mày ra đây. Mày chạy bò đi. Ôi mẹ, thằng này nó lì đòn vãi trưởng luôn anh em ạ. Đợi nó chạy bò vào lâu vãi trưởng luôn. Mẹ thằng này lì vãi trưởng luôn đấy. À, thằng này cũng kiểu vua lì đòn à. Tao không báo cho mày một tin buồn. Tao là vua lì đòn. Nào mày ra đây, mày, tao chờ xem mày có phải chạy. Chắc chắn nó phải chạy rồi. Cho thằng này một phát headshot vỡ đầu này. Nào, vút tâm một phát này. Đấy, các bạn thấy gì chưa? Đã bảo rồi mà, easy đâu các bạn ạ. Ô mà trước mặt mình có bông keo kìa, mình đang nghi khả năng cao có người. Đấy, các bạn thấy gì chưa? Thấy chưa, đấy bắt đầu xuống. Bắt đầu mày xuống này, mày ra đây, mày xuống tao cái. Mày xuống tao cái. Ê, tao móc vào vòng ở phía sau nhá. Mày dọn về đây, mày dọn về đây. Mày chạy thế nào được, ơ kìa. Ông cứ đùa tôi à? Ui, thằng này kho băng đạn tiểu liên luôn, mày quá các bạn ạ. Gọi là sấy thằng này với thằng đằng sau kia gần hết rồi, mày quá thì cứu trợ cho mấy băng tiểu liên liền. Đúng là kiểu có trời phù hộ luôn đấy các bạn. Ơ, mạng nữa lại dâng tận miệng mình rồi. Ui rồi, trời ơi, thế này không tốt nữa, mới là lạ luôn đấy. Ok, vậy là như mọi người thấy là hiện tại là trên cái ván đấu ta chỉ còn duy nhất là 2 thiên linh cuối ở trong cái trận đấu này thôi. Chỉ xử nốt 2 thiên linh cuối là chúng ta đã có thể là win trong cái ván đấu này rồi mọi người ạ. Từ nha, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái bộ nâng cấp giáp này. Đó, 3 giây nữa là cái vòng bo chúng ta bắt đầu thu nên chúng ta chắc chắn là sẽ phải di chuyển xuống cái khu vực ở phía bên dưới thôi. Chứ không thể nào mà quả này mà zip bo được anh em ạ. Zip bo đau vãi đái luôn đấy. Đè luôn. Nào, ta sẽ bình tĩnh tìm người nhá. Tìm người quanh khu này nhá. Mình đoán nó chỉ ở quanh đây các bạn ạ. Cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. À, mình thấy quả một keo phía dưới kìa, mình cảm thấy là hơi lo lắng một tí mọi người ạ. Sợ nhất là nó đang ngủ, nó đang thủ trong nhà. Đấy 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 đấy, vừa nói cái sợ vãi đái ra luôn. May mà tay nhanh hơn não, không là quả đấy chết chắc thằng nhiên kia rồi. Ok được rồi, giờ ông thích làm gì? Giờ ông thích làm gì thì phải nói nha, tôi không có ngại ông đâu. Từ, tôi nó trốn ở phía dưới này. Bắn nhau đấy, dựng một keo ạ. Ok, một vị trí quá là hoàn hảo luôn mọi người ạ. À, thực ra nó không hẳn là hoàn hảo lắm đâu. Bởi mọi người biết là hai thằng còn lại thì đang dâng ở phía trên, mà phía trên mới là cái phía mà cái vòng bo tiếp theo nó sẽ thu cơ. Thế chắc chắn chúng ta sẽ phải di chuyển ra phía đằng trên thôi. Chứ nếu mà cứ ở mãi ở phía dưới này thì cũng không phải là cái ý kiến hay cho lắm thì phải. Đấy, bọn kia đã bắt đầu là dâng lên chơi nhau ấy. À, không khéo là mình vẫn có được thời cơ, chúng ta có thể cắn trộm được một thằng thì phải. Từ. Phải biết chấp thời cơ mọi người. Đấy, bắt đầu dâng lên kìa. Dâng lên gốc cây kìa. Anh em thấy chưa? Thấy hướng bên trái hướng F kép chưa? Đấy, đây đây, à hướng nào với kép kìa. Đấy, từ nhá, từ đó đấy. Bắt đầu là đổ súng rồi. Đây là cái cơ hội chúng ta phải dâng lên đã xử chúng nó thôi. Không thể nào mà để chúng nó đẻ trứng được, lên nào. À, mày không chịu lòi cái đầu mày ra. Đã thế chúng ta cứ móc ở phía đằng sau cho nó lành. Nào. Mày ra đây. Mày ra đây nào. Đâu rồi? Đây, thấy ông rồi này, ông chạy đâu? Úi rồi, chạy nữa đi, tôi xin ông luôn đấy. Ô, cái gì đây? Mẹ, thầy câu lưu ảo vậy đái luôn đấy các bạn. Ở tít đằng kia mà nó câu lưu chữa mình được, ảo vậy cả đái. Gì đấy? Mẹ, tao thằng này lắm lưu thế. Mẹ mày ra đây. Mày lắm lưu em mày. Mày à, vãi cả trưởng luôn. Mẹ thằng này nó câu xa vãi cả đái luôn. Không biết nó tính có nó nắp cái tính năng như vật à Avaron không nhỉ? Đau. Đâu rồi? Áo ơi, phải chưa? Chứ gì nó móc vòng phía sau ấy. Hay à? Phát cái đái luôn, từ để tôi chạy lên phía đằng trên nhá. Ok nhá. Đấy, làm gì mày định làm gì? Hết liệu rồi đúng không? Bố mày sợ mày quá cơ. Để bố mày cuốn máu cái đã. À, gì đây? Lại tiếp tục câu lưu mẹ thằng này nó sao mày lắm lưu đạn lên. Mẹ nhà mày. Mẹ, từ bạn đây, đéo ai chơi kiểu bạn. Cầm súng người ta solo với nhau, đéo ai chơi câu lưu như này. Mà câu lưu mà thế đéo là thằng này câu nhiều lưu vét cả đái luôn đấy. Ủ chắc phải 20-30 của lưu à. Đù quá, xong rồi, vỡ mồm cho dồn 20 máu rồi. Mày ra đây. Mày ra đây solo. Ra đây solo con lợn này. Mày ra đây, tao đuổi mày à. Mày ra đây. Ôi dồi ôi, vãi lờ. Cay vãi lì luôn anh em ạ. Top đến đít tôi vẫn thua. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.